Chỗ này cái chỗ gì hả? Chỗ đót hả? Chỗ đót là cái này. Chỗ răn. Chỗ răn. Chỗ răn ha, chỗ răn. Chán mắm bánh. Yến sầu riêng Việt nhân sâm có đường hoặc đường ăn kiêng. Ngoài ra, công ty còn có những dòng sản phẩm đột phá trên thị trường phải kể đến như kích mét lớp ăn ngon cao bỏ, tâm nhất, tâm sữa hai lần, bồ dưỡng sức khỏe bên trong và dùng dưỡng vẻ đẹp bên ngoài. Yến sầu riêng Việt luôn cố gắng mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm kiến cao cấp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình bạn. Để sẵn hả? Dạ mà. Ôi mày nồi là năm nay giờ bây giờ đâu có làm cái này được. Em của mà con đó, bố mẹ đã khác mà thôi. Ở Mỹ? Mỹ đâu không có mê mà. Chắc mê nó nhớ con, chắc chắn mình nhớ con phải không? Đó. Em đi nó quên luôn. Hát. À. Mụ nhớ kia mà nào có dồ đến đến Nam Hoa bà ngoài không nhận con đi đó. Rồi con hai cày đó mà vương đào đâu chơi hãy đi. Thì lâu quá luôn. Yeah. Nhưng mà hồi đó chỉ có con hay đi thôi. Mẹ mới đi mua giáo gần cao. Nhá. Không khám vào, vừa những kiểu có là định biết hơn. Dạ, hồi trước là mẹ nó đi hay lên Huế, rồi bà ngoài con hay việc đi ra dồ kìa. Con đây là con việc đang còn đi xuống, bây giờ sẽ gom ra, chứ có người đây thì đi sớm nữa. Cùng chị về cho đẻ. Đi sớm là con của mẹ gì? Có dạ, con của mẹ. Dạ, đúng rồi. Thủy đi sớm đấy. Dạ, Thủy sớm đó. Đó. Dạ. 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 Chắc chắn là hát là mẹ nhớ rồi. Tại vì hồi xưa là đi hay đi bên ngoài. Ra nên dụ tiền hoa, bây giờ hoa còn ai ở đó? Con của anh. Không, dạ. Con nhớ là trong con bị vãi là chết nó màu thấm như thế đó.